Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình AirDrop nhận 2500 token có ký hiệu là TABXR các bạn. Một token này nó sẽ list lên sàn Uniswap vào ngày 16 tháng 2 năm 2020 đó các bạn. Thì con địa chỉ con chắc của nó các bạn copy con chắc nó đây mà quá cái token đó các bạn. Chạy trên nền tảng C20. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join vào kênh group bên seller của đây thì tổng cung của nó cũng khá là thấp nha các bạn. Phần phần đây mình coi có 250.000 nó cần. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Thứ hai tiếp theo thì các bạn follow Facebook gửi là đường link profile like và comment luôn các bạn, chia sẻ luôn. Tan ba người bạn nhưng các bạn không khỏi tan cũng được. Rồi Facebook thì các bạn like nè. Những dự án nào có mặt trên Facebook thì độ uy tín nó cao hơn các bạn. Rồi các bạn like nè. Phan các bạn chờ đó dự án chút xíu các bạn. Chỗ này các bạn like cái này các bạn. Like các bạn bình luận nữa các bạn bình luận bất kỳ cái gì bạn bình luận gì cũng được chứ các bạn. Good AirDrop rồi các bạn đăng các bạn. Rồi các bạn bấm nhầm chia sẻ nha các bạn. Nó kêu tan ba người bạn mà trên Facebook tôi tan cách nào rồi. Thôi các bạn công khai đi các bạn, chia sẻ đại công khai đi các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm nhầm trang cá nhân của mình nha các bạn. Các bạn copy cái dòng thời gian cái này chút của mình nha các bạn. Các bạn copy lên nha các bạn. Rồi các bạn trở lại. Rồi các bạn chạy vào hát tát này các bạn. Các bạn bắt cái đường link profile Facebook mình vào đây nè các bạn. Rồi tiếp tục thì Tower thì các bạn follow Tower và retweet copy hát tát này các bạn. Rồi vô follow chứ đi, follow theo word cái đi. Giờ ghi lại cái username mình làm tương tự vậy các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nó cái đi. Rồi mình tự quyết sao các bạn. Rồi các bạn đáp lại nè. Các bạn copy cái tag trên đây các bạn. Từ vô chỗ thằng này drop nè. Thêm 5 người bạn nè, bạn copy từ đây nha bạn. Thôi các bạn để mình copy các bạn. Hy vọng con này về cái đi sàn giá chết quá cái các bạn. Rồi các bạn sao chép nha bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn tweet nữa nha bạn. Rồi nó đến trang Twitter của mình luôn. Các bạn nhấp vào tweet để trả lời của bạn nữa các bạn. Các bạn bắt vào đây để chỉ nán vô các bạn. Bạn dán vào hát tăng này nè. Rồi bạn bắt đắp xuống các bạn. Các bạn điện thông tin 5 người bạn của mình vào. Mình chứ. Một nè. Thôi các bạn đem tìm 5 người bạn của mình các bạn. Hai nè. Ba nè. Bốn. Năm nè các bạn. Rồi bạn trả lời nha các bạn.
Rồi. Rồi bạn bắt đáp lại nghe mà. Rồi tiếp tục thì các bạn mở từ Twitter của mình ra, các bạn điền là username nghe mà. Username từ Twitter của mình MMO Ngọc Anh. Rồi đây thì các bạn gỡ lên clean từ Twitter các bạn, thì các bạn cũng mở cái trang từ Twitter của mình ra nè các bạn. Rồi các bạn chờ một xíu các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba chỗ gạch này các bạn. Username mình thì nằm ở cộng MMO của anh chơi này các bạn. Còn mình lấy cái tờ quýt thì các bạn nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót chút xíu nữa các bạn. Rồi các bạn qua tờ quýt cho trả lời nữa các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài này nữa các bạn. Chờ ta. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Các bạn chia sẻ nè các bạn. Các bạn sao chép đến theo quên các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Các bạn bắt link từ Twitter của mình vào đây các bạn. Rồi bạn dán vào đây nè. Rồi đây thì các bạn điền địa chỉ RCMU với chocolate, mấy chocolate nha các bạn. Thì mình cũng đã mới ác con chắc của nó vào nè, tắt rem nè. Sau này nó thông tin gì mình cập nhật sau cho các bạn qua. Hoặc các bạn không ác thì các bạn cứ việc lấy địa chỉ nhà xe mưa mình đi. Sau này mình sẽ cập nhật cho tất cả các bạn sau nha các bạn. Các bạn sao chép nè các bạn. Các bạn mới đập lên nè. Rồi xuống đây thì các bạn join vào kênh Telegram của nó chỗ này nữa các bạn. Rồi các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn. Cộng anh 1133. Rồi còn ở chỗ này thì các bạn ghi giùm mình cộng 133 các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ các bạn. Rồi ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận thúc cận đến đây cũng kết thúc các bạn. Thì mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.